Xin chào. Hôm nay tôi có một bài học khá là thú vị. Đó là một cái tư duy người quan trọng là người không quan trọng. Nếu như mà bản thân nhận ra người quan trọng là người không quan trọng, chắc chắn chúng ta sẽ tận dụng được rất là nhiều nguồn lực để giúp chúng ta dễ dàng hoàn thành mục tiêu. Đó chính là luôn luôn tìm kiếm đòn bẩy, tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, từ những người tài giỏi, từ những người đầy trí tuệ để giúp mình hoàn thành được mục tiêu, để giúp đội nhóm hoàn thành được mục tiêu. Và khi biết người quan trọng là người không quan trọng thì luôn biết gạt đi cái tôi của chính mình, nhờ đó chỉ tập trung vào lợi ích, tập trung vào mục tiêu, mục đích của điều mình hướng tới. Chắc chắn mọi sự việc sẽ được giải quyết một cách rất nhanh chóng và rất hiệu quả. Điều này tôi đã áp dụng và tôi thấy rất hiệu quả. Bạn nghĩ gì về điều này? Nếu bạn đồng ý thì bấm like, đăng ký kênh để nhận video tiếp theo. Còn nếu không, hãy để lại bình luận của bạn ở bên dưới. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.